Audio Jungle. Audio Jungle. Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chú thích trong video đối với phần mềm Premium Pro giống như kiểu như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên các bạn mở cái phần mềm Acrobat Premium Pro lên. Ở đây mình dùng cái bản Portable 2018. Sau đó mình sẽ chọn New một cái Project. Mình đặt tên cho nó đường dẫn để lưu với project này. Mấy cái này là những cái cơ bản các bạn tìm hiểu thêm nhé. Rồi chọn OK. Đây là cái cửa sổ làm việc của cái phần mềm Premium này. Các bạn chuột phải và chọn và tạo một cái sequence mới. Cái này các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Mấy cái này là cái cơ bản thôi. Chọn chất lượng hình ảnh này. Để tên sequence 01. Rồi, bước đầu tiên thì các bạn sẽ vẽ một cái khung trước. Thì bạn bấm chuột vào cái pen tool này và giữ phím Alt, bấm chuột trái, nó sẽ chuyển sang cái hình rectangle, là mình vẽ cái hình chữ nhật đấy. Đầu tiên thì mình vẽ một cái khung trước. Và chọn màu cho cái nền này, khung nền. Ở đây thì mình sẽ chọn màu xanh lá. Các bạn tự chọn màu, hoặc là các bạn gõ mã màu ở đây cũng được. Đây mình sẽ gõ mã màu ở đây. Rồi, mình tạo một cái khung nền trước rồi. Tiếp theo mình sẽ viết chữ vào đây. Thì các bạn bấm vào chữ title có hình cái chữ T này và di chuột vào đây. Ví dụ đây mình sẽ gõ chữ iPhone 6S đi. Và chọn cái kiểu phông. Đây các bạn chọn phông ở bên này. Ví dụ như mình chọn bản nét này. Bản nét. Rồi, sau đó mình bấm vào cái hình cái selection tool này để mình di chuyển cái chữ này nó vào trong cái khung nền này. Đó. Các bạn có thể phóng to lên để làm việc cho nó dễ hơn. Các bạn thấy là ở phía dưới cái phần cái thanh sequence này, nó tự động nó tạo ra cái graphic này. Bây giờ mình sẽ làm hiệu ứng cho nó.
các bạn thấy là ở cái khung effect control này, các bạn để ý là nó có tạo ra một cái sphere này. Cái phần này mình sẽ căn tinh chỉnh cho cái khung nền. Ở đây có các hiệu ứng, ví dụ như scale, đó là cái to nhỏ cái khung nền này. Mình cứ để 100% đi. Và cái position là chỉnh cái trục x và trục y. Các bạn đánh dấu vào cái phần uniform scale này, thì nó sẽ sáng cái phần horizon này lên. Các bạn tăng giảm cái này để xem hiệu ứng của nó này. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm hiệu ứng cho nó kiểu như thế này. Từ đây nó trượt ra. Đấy. Đấy, trượt ra như thế. Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn cái thời điểm nó ra lại đây 100%. Đây ví dụ các bạn sẽ chọn cái thời điểm để nó trả ra 100% chẳng hạn. Đây, ví dụ ở cái vị trí này thì nó sẽ là 100%. Các bạn đánh dấu vào cái Horizon này để tạo một cái keyframe cho nó. Sau đó các bạn rời cái con trỏ này về đầu và bạn đánh dấu một cái keyframe ở đây nữa và cho cái điểm keyframe này 10% nữa, hoặc 0% đi. Đó. Rồi bây giờ các bạn xem cái hiệu ứng của nó. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có hai cái điểm keyframe này. Điểm này là 0% và điểm này là 100%. Thì nó sẽ tự động nó tràn cái khung nền của mình ra theo hai cái giá trị keyframe. Sau đó các bạn quét bôi chọn hai keyframe này, chuột phải chọn Easy Out. Rồi mình đã hiệu ứng cho cái hình nền. Bây giờ mình sẽ hiệu ứng cho cái chữ này nhé, phần chữ này. Đối với hiệu ứng phần chữ thì chúng ta sẽ kéo xuống cái phần text đây, kéo xuống cái phần text và sẽ chọn được cái ô vuông này. Các bạn thấy là nó sẽ tạo ra một cái khung. Chúng ta di chuyển cái khung này lên đây và co cái khung lại cho nó đúng với cái khung nền này. Các bạn bấm vào giữ shift. Giữ shift và bấm hai cái đầu này, nó sẽ đánh dấu hai cái điểm này. Và chúng ta di nó xuống. Rồi, tiếp theo. Cái cũng tương tự. Ví dụ ở thời điểm này chúng ta sẽ cho cái chữ nó sẽ 100%. Thì các bạn rời cái con trỏ đến cái điểm keyframe đó. Các bạn rời con trỏ về đầu. Mình sẽ co cái khung này. Về đầu. Để nó che hết chữ đi. Sau đó các bạn đánh dấu cái keyframe ở phần mark part này.
Sau đó chúng ta sẽ đặt con trỏ đến cái thời điểm nào mà chúng ta muốn cho cái chữ nó full 100%. Ở đây chẳng hạn, chúng ta đánh dấu vào cái mark này. Và lại mở rộng cái khung này ra, cho chữ là tràn ra 100%. Đó, nó sẽ tự động tạo ra một cái keyframe ở chỗ này. Rồi chúng ta xem hiệu ứng nhé. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái hiệu ứng cho cái khung nền và cái chữ này rồi. Sau đó chúng ta sẽ tạo thêm một bản copy nữa. Thì các bạn ấn chuột giữ phím an và dí cái phần graphic này để nhân bản thêm một graphic nữa. Đây, nó sẽ nhân bản thêm một graphic này. Các bạn chọn cái, sau đó bấm vào cái phần motion này và di chuyển cho nó xuống dưới. Tiếp theo mình sẽ cho bé cái phần này lại. Phần text cũng cho bé lại. Bạn cũng kéo xuống phần text này và chọn cái size. Và phần text này mình có thể sửa thành một cái nội dung khác, bạn bôi đen nó đi. Ví dụ như đây là 64GB chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Phần nền này mình sẽ thay đổi cái nền khác, không cho nền xanh nữa. Chọn ở đây sẽ cho nó thành màu xám đi. Các bạn di click chọn màu, hoặc là các bạn có thể có cái mã màu để được. Mình sẽ gõ mã màu ở đây 6078 đi. Đó, nó sẽ ra cái màu này. Và cái hiệu ứng của nó thì nó cũng copy từ cái hiệu ứng của cái iPhone 6s ở trên. Nó cũng giống tương tự như vậy. Các bạn thích đổi cái hiệu ứng khác thì các bạn sẽ tùy chỉnh nó. Ở đây mình sẽ cho nó ra sau một chút. Tức là cái chữ 64GB này nó sẽ... Đây, các bạn xem hiệu ứng này. Mình sẽ copy thêm một cái nữa. Các bạn cũng giữ phím an và di chuột ở cái phần graphic. Nó sẽ tự động nó copy ra một cái. Và các bạn cũng bấm vào cái vừa mới tạo ra trong motion. Các bạn di chuyển cái phần position này cho nó xuống. Đó, như vậy. Và bây giờ mình cũng sẽ thay đổi cái phông nền. Các bạn lại bấm vào đây. Đây, mình chọn màu đen chẳng hạn.
cái phần text này mình cũng sẽ thay đổi. Đây, ví dụ như là mình điền giá của nó đi chẳng hạn. Giá của nó là ví dụ 300 đô. Tất nhiên là nó cũng ăn luôn hiệu ứng của cái trên rồi. Mình sẽ cho nó xuất hiện muộn hơn một chút. Đây các bạn xem hiệu ứng. Tiếp theo mình sẽ làm một cái hiệu ứng vòng tròn tròn để chỉ dẫn ra cái chú thích này. Thì các bạn di cái keyframe ra cái phần đen. Các bạn lại chọn pen tool, giữ phím an và bấm chọn hình tròn, hình ellipse này. Sau đó các bạn vẽ một hình tròn ở đây. Di chuyển cái tâm này nó vào giữa. Các bạn không căn được vào giữa thì các bạn đây. Các bạn dê cái tâm này nó ra cái điểm giữa của cái cạnh này. Các bạn thấy thì giá trị ở đây nó là 114 này. Đó, các bạn dê đến cái cạnh này, giá trị của nó là 87. Đó, bây giờ mình gõ 114 vào đây, nó ra tâm. Sau đó các bạn chọn màu trắng cho nó đi. Và chọn cái phần stock này, bỏ cái tích này đi, tốc và chọn cái độ dày cho cái vòng tròn này để 7 20. Tiếp theo mình sẽ tạo ra một cái vòng tròn ở bên trong nữa. Thì các bạn copy cái phần space này và paste này, đặt tên là 02 đi. Rồi, cái vòng tròn 02 này mình sẽ cho cái scale của nó thôi, khoảng độ 60. Và chọn fill. Đó. Vậy mình đã vẽ xong, tạo xong hình tròn. Bây giờ mình sẽ làm hiệu ứng cho nó nhé. Sẽ chọn cái điểm keyframe, ví dụ ở đây chẳng hạn, tại điểm này thì mình đặt một cái keyframe scale đây là 60. Điểm tiếp theo mình sẽ đặt một cái keyframe nữa là 100. Đầu của
không đi. Rồi, các bạn xem hiệu ứng nhé. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ copy hai cái keyframe này. Các bạn giữ phím An và nhân bản nó lên. Như vậy các bạn xem hiệu ứng đây. Đó. Chỗ này để 60 nữa. Rồi. Tạm thời thế đã. Vòng tròn mình sẽ cho nó bé lại, ví dụ ở đây 70 chẳng hạn. Bé hơn một tí nữa, 40 đi. Đó. Đặt cái trục X, trục Y cho nó. Sau đó các bạn lại chọn Pen Tool. Vẽ cái đường thẳng. Rồi mình vẽ một đoạn thẳng này, mình copy một đoạn thẳng nữa. Các bạn copy cái này. Đổi tên nó thành 2 nhé. Đoạn 2 này mình sẽ xoay nó đi. Đó. Cái vòng tròn này. Mình sẽ chọn một chạm. Đó, các bạn xem hiệu ứng này. Kéo cái graphic của cái đường thẳng này xuống dưới cùng. Đó, các bạn xem lại hiệu ứng. Như vậy là gần xong rồi.
Bây giờ mình sẽ làm cái hiệu ứng để cho nó cái đường thẳng này nó xuất hiện từ 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 dưới này lên đây. Các bạn vào chọn effect này, các bạn search chữ cycle. Và các bạn thả vào cái graphic của cái đường thẳng. Sang bên effect control, các bạn thấy nó có sinh thêm cái tab cycle nữa này. Các bạn di chuyển cái hình tròn to cycle này về chỗ cái hình tròn bé này. Sau đó các bạn chọn cái hiệu ứng stand alpha, nó sẽ mở cái điểm tròn đó đi. Đó, mình sẽ cho cái điểm tròn này và cái đường thẳng nó sẽ xuất hiện trước. Và cái thời điểm này cái đường thẳng nó sẽ full 100%. Thì các bạn đó, tại điểm keyframe này các bạn đánh dấu keyframe radius và gõ cho nó 100%. 100% vẫn chưa đủ, các bạn chắc phải tăng lên khoảng 700%. Đó, như vậy là đã full rồi. Và các bạn kéo về điểm đầu và tạo tiếp một cái keyframe nữa. Chỗ này các bạn để 0% thôi. Đó. Các bạn xem hiệu ứng này. Đó, nhìn thấy nó đường thẳng nó sổ dần ra nha. Rồi các bạn vừa lên 2 keyframe này, hãy chọn Easy In. Bây giờ chúng ta xem toàn bộ cái hiệu ứng của ta. Vậy là mình đã làm xong rồi đấy. Bây giờ mình sẽ gộp tất cả những cái graphic này thành một cho nó đỡ nhiều. Thì các bạn bôi chọn tất, sau đó chọn phần nét và đặt tên cho cái nét này, mình đặt là chú thích đi. Mình đã có một cái hiệu ứng chú thích ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó đã gộp lại thành một rồi này. Nó không có nhiều graphic nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chèn một cái video vào.
video nhé. Kéo cái video này vào đây. Sẽ bỏ cái phần âm thanh đi. Đây, bây giờ mình sẽ chèn cái phần hiệu ứng nó ở đoạn này. Các bạn thấy là cái phần chú thích nó hơi bị to, thì mình sẽ cho nó bé lại. Các bạn chọn được cái phần motion này, scale này, các bạn để 70% này. Đó, nó sẽ bé lại. Và các bạn chọn phần position này để điều chỉnh cho nó đúng vào cái đối tượng mình cần chú thích. Đó, các bạn đã thấy hiệu ứng chưa? Các bạn hoàn toàn có thể sửa được nội dung của nó. Các bạn cứ kích đúp vào thôi. Đó, kích đúp vào nó sẽ ra cái tab mà để chúng ta chỉnh sửa. Các bạn có thể thêm nội dung hoặc là loại bỏ cái hiệu ứng mình không cần, cái chú thích mình không cần. Bạn vào đây chỉnh sửa, chỉnh sửa sau đó mình xếp lại thôi và đóng lại cái tab này lại. Và chúng ta cũng hoàn toàn có thể là copy thêm, nhân thêm cái hiệu ứng này ra một cái đoạn khác, thì các bạn chuột phải chọn copy, sau đó lại chọn paste. Đó, nó sẽ ra một cái copy ra một cái bản và các bạn rename nó đi, chú thích 2 chẳng hạn. Đó, và các bạn hoàn toàn có thể kéo cái chú thích này ở đây, nó sẽ đi kèm cái âm thanh, thì các bạn có thể bỏ cái phần âm thanh này đi bằng cách là chuột phải chọn unlink và tích vào phần âm thanh chọn delete. Hoặc các bạn có thể chuột phải vào cái chú thích mình vừa copy đây, chọn modify audio channel và bỏ hai cái dấu tích này đi. Sau đó ok. Và các bạn kéo vào nó chỉ có phần video thôi, không có phần âm thanh gì kèm. Đó, cái chú thích này chúng ta có thể sửa nó thành một cái khác. Đây. Chúng ta có thể sửa nó thành cái khác chẳng hạn. Zoom của nó sẽ đổi thành tờ lọ mọ. Các bạn thấy là nó đã đổi meter lọ mọ này. Và chúng ta có thể để 80% thôi và chỉnh cái position này, chỉ vào anh chàng lọ mọ này chẳng hạn. Đó, như vậy chúng ta là có hai cái chú thích này, cũng không khó lắm đúng không các bạn. Mỗi tuần nào phải tỉ mỉ một chút,
Nó có nhiều bước, mình phải làm tỉ mỉ. Video của mình kết thúc. Các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh của mình để được xem những video mới hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.